Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình hiện giờ đang có mặt trong một cái bản vùng sâu thuộc cái xã, thuộc cái huyện Hữu Lũng mọi người ạ. Xã gì thì mình cũng không rõ. Đây còn rất là nguyên sơ này mọi người. Trong làng này còn có những cái cây cổ thụ rất là to này, những cái ngôi nhà sàn này. Nay mình sẽ quay cho mọi người xem cái cách người dân bản họ trồng lan mọi người nhé. Mời mọi người cùng theo dõi với mình nhé. Những cái bụi lan mới ghép mọi người ạ. Bụi lan hoàng thảo đùi gà mọi người nhé. Thảo đùi gà này rất là to luôn. Đùi gà dẹt rất là to luôn. Cái loại đùi gà này thì ở cái rừng địa phương mình rất ít, còn ở cái khu vực này thì chắc là có nhiều. Người dân họ vẫn hay lấy về bán. Nay mình hỏi mua nhưng mà không mua được cái gì vậy. Mình còn sót vài ít họ không bán. Một cái cây phi điệp mới trồng này. Và cái lũa găng bầu mọi người nhé. Làm đối cáo thì khá là to. Đối cáo là bản lá chắc là 5 cm. Đây kiến phi điệp đây mọi người. Kiến phi điệp trồng vào lũa cũng rất tốt. Đây là một cái chậu. Cái chậu này họ trồng ở lũa để đặt lên một cái chậu đất mọi người ạ. Chậu đất tuy nhiên là vẫn thấy phát triển rất là tốt này. Đúng là lan rừng thì có rất là nhiều cách để trồng. Đây còn có vài ít họ chưa ghép được mọi người. Mình vào đây muộn. Hôm nọ họ vừa lấy được phi điệp họ bán hết rồi. Giờ sót lại vài cái kiến không bán. Phía sau nhà cũng có lan mọi người ạ. Mình sẽ lại gần quay cho mọi người xem họ trời ở cái cây. Chỗ này không có thang xuống. Đây các bạn ạ. Trồng dưới một tán cây vải thiều. Điều kiện không có giàn thì chơi dưới gốc cây rất là tuyệt vời. Khủng khiếp chưa? Thật sự em phải là cái cây đùi gà to. Quá là to luôn này. Đùi gà dẹt nha mọi người nhé. Nó dài 40 cm một thân. Rất là to luôn. Không nghĩ là đùi gà dẹt nó lại to như vậy. Một chậu lan kiếm. Chậu lan kiếm đang hoa. Để ngay dưới đất này mọi người. Cái lan kiếm là một cái loại lan rất là dễ trồng. Để ở dưới thấp nó cũng phát triển rất ổn. Bên trong giá thể hình như chỉ có mấy cái cục gạch vỡ thôi mọi người. Lan hải hương này trồng thì có vẻ không được tốt cho lắm. Trồng không đúng kỹ thuật, nó khô quá mọi người. Có đá là được rồi nhưng mà còn thiếu cái phần giá thể mịn nữa. Cái phần giá thể mình trồng hài mọi người nhé. Nên dùng những cái viên đá này lót ở phía bên dưới để tạo độ thoáng nước này. Ở phía bên trên mình dùng cái hỗn hợp nó phải xốp. Ở đây nhà bác này trồng thì dùng đất thì không được. Mỗi đất thì nó chật quá, không phù hợp với hài. Mình nên dùng cái sơ dừa trộn với phân trâu bò hoai mục ấy, sẽ rất là tốt mọi người nhé. Mấy cây hài này thì yếu dần rồi, chết rồi. Còn phi điệp này trồng khá là tốt. Chậu phi điệp này mọi người. Ghép một cái khúc lũa cắm xuống cái chậu toàn phân dê. Nên cái mầm rất là đẹp luôn. Một bụi hoàng thảo hương văn ly. Đang có hoa rất là thơm. Bụi này màu nhạt mọi người ạ. Màu nó không đậm lắm. Rất là thơm luôn. Nhà bác này có mấy giò đùi gà này. Những cái giò đùi gà ghép vào gỗ găng bầu rất tốt luôn. Đây, một cái ngọn phi điệp này mọi người. Một cái ngọn phi điệp mà đang nụ rất đẹp. Lá rất là đẹp luôn, sạch sẽ.
những cái chậu kiến này mọi người. Cái thảo nào cứ thấy thơm thơm, trong này có một cái cây lan da báo, cẩm báo đây mọi người. Cẩm báo đang hoa ở trong này. Đây chính là cây lan cẩm báo đang hoa này mọi người nhé. Cây lan cẩm báo đang hoa nhìn này, khá là đẹp này. Mùi của nó rất nồng mọi người. Đi xung quanh ở đây toàn ngửi thấy cái mùi của cẩm báo với vani lẫn lộn với nhau. Đôi cáo đang có hoa đây. Đôi cáo la xếp này mọi người. Đôi cáo la xếp đang có những ngồng hoa rất khỏe luôn, rất đẹp. Trồng dưới tán cây này cũng rất ok mọi người, rất mát. Nhà mình cũng làm cái giàn ở dưới cây mít. Đây điều kiện nông thôn không có sự đầu tư, không làm được giàn thì treo dưới những cái tán cây rất đẹp. Nó che mát. Những bông hoa cẩm báo đây mọi người. Lan cẩm báo mọi người nhé. Lan cẩm báo hoa rất là bền và thơm. Nhà bác này còn sót một vài cái giò phi điệp. Hàng họ chỉ bán cái hàng rừng khai thác về thì mình vào bị muộn rồi, không có mua được cái gì. Mình chỉ quay cho mọi người xem cách người ta, những người dân bản người ta trồng lan, chơi lan. Ai cũng có thể chơi được mọi người ạ. Thì đơn giản là có một cái cây che, có tán để che bóng mát, để treo ở bên dưới nhìn cũng khá là đẹp. Đây mọi người, toàn cảnh một cái cây vải thiều treo toàn lan ở phía bên dưới gốc. Bây giờ không biết làm sao lại leo lại lên được cái giàn này mọi người. Thiên nhiên ở đây vẫn còn rất là hoang sơ. Còn những cái cây gỗ lớn ở giữa làng, những ngôi nhà sàn. À, trên cây mít này còn khá nhiều lan mà. Trên cây mít kìa, trồng khá là nhiều giò lan, có phi điệp vàng này, có đôi cáo này, một vài giò trên ngọn cây mít ấy. Không leo lên trên cây để quay mọi người xem được. Mọi người đang xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi cái hành trình của mình mọi người nhé. Mình dừng cái video này ở đây, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video sau nhé.